Xin kính chào quý vị các bạn. Thưa quý vị các bạn, trong đêm nay và sáng sớm mai, mưa vẫn xảy ra ở các tỉnh vùng núi Tây Bắc, Việt Bắc. Ngày mai toàn miền trời nắng, nhiệt độ dao động là từ 30 đến 33 độ ở khu Tây Bắc, còn các nơi khác phổ biến là từ 34 đến 37 độ. Về tình hình thời tiết tại Yên Bái, trong đêm nay và sáng sớm mai trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng sét đánh. Nhiệt độ đêm nay và sáng mai là từ 26 đến 28 độ, ở vùng cao chỉ từ 22 đến 24 độ. Ngày mai trời nắng, nắng nóng xảy ra nhiều nơi với mức nhiệt từ 34 đến 36 độ. Vùng núi cao nhiệt thấp hơn, dao động là từ 28 đến 30 độ. Thưa bà con, thời tiết mùa hè nắng nóng, đôi khi xuất hiện mưa dông sẽ làm giảm sức đề kháng của gia cầm, khiến vật nuôi rất dễ mắc bệnh. Vì vậy, chăm sóc bảo vệ gia cầm trước ảnh hưởng của thời tiết là việc làm quan trọng. Bà con cần thực hiện các biện pháp chống nóng cho gia cầm, chăm sóc và nuôi dưỡng tốt, đồng thời tiến hành tiêm phòng đầy đủ đúng lịch cho vật nuôi để hạn chế dịch bệnh xảy ra. Tiếp tục với tình hình thời tiết miền Trung, trong đêm nay và ngày mai thời tiết bắt đầu có xu hướng tăng dần nhiệt độ. Trong ngày trời nắng nhiều, cường độ bức xạ mạnh mẽ, đặc biệt vào lúc giữa trưa. Thêm vào đó thì hiệu ứng phơn bắt đầu lại có xu hướng tác động sẽ làm cho không khí ở đây càng trở nên khô nóng, nhiệt độ tăng cao trở lại, phổ biến là từ 34 đến 38 độ ở Thanh Hóa đến Phú Yên. Còn các tỉnh từ Khánh Hòa đến Ninh Thuận, Bình Thuận nhiệt độ thấp hơn một chút, dao động là từ 31 cho tới 33 độ. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, do ảnh hưởng của đới gió Tây Nam có cường độ trung bình, kết hợp với nhiễu động khí quyển trên cao, nên trong chiều tối và đêm trời có mưa rào và dông nhiều hơn, đặc biệt là thời điểm sau 16 giờ chiều. Ban ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng là từ 30 đến 33 độ ở Tây Nguyên và 31 đến 34 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Đến đây, bản tin thời tiết xin được khép lại với phần dự báo cho các khu vực của tỉnh Yên Bái trong đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 7 năm 2020, khu vực phía Tây gồm huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Căng Chải và thị xã Nghĩa Lộ. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông cần đề phòng sét đánh. Ngày giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Bắc mạnh cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 28 đến 30 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, ngày giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh, ngày giảm mây trời nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.